lag, giật, ping thấp, FPS không cao. Đó là các vấn đề mà anh em đang gặp phải. Đặc biệt là khi giao tranh, anh em sợ những điều gì? Chắc chắn là lag rồi. Đặc biệt anh em muốn chơi ở một cấu hình Full HD nhưng lại không có máy cao, anh em yên tâm đi, tôi đã có cách giải quyết cho anh em rồi. Vâng, thưa các bạn, ứng dụng mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là Nook Player, một ứng dụng giả lập Android mà các bạn có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề nào là máy yếu, cấu hình không được full setting. Anh em có thể nhìn đây, khi mà tôi sử dụng cái giả lập này thì FPS đơn giản chỉ có tầm 30 mà thôi. Tôi không cài đặt FPS quá cao, nhưng mà tầm này là tôi tin chắc là vừa đủ rồi. Full HD, full setting, tất cả mọi thứ đều có thể hoàn thành và hoàn thiện cho anh em. Và anh em muốn có được ứng dụng này, đương nhiên rồi, anh em cứ lên trang đó chính là vnbignook.com và tải về Nook Player 6 và tải ngay, cập nhật và update. Chắc chắn anh em sẽ được trải nghiệm một giả lập tuyệt vời, cực kỳ hữu ích cho anh em. Anh em đừng quên follow fanpage của Nook Player để mà tham gia chương trình chơi game mượt mà, tinh quà về nhà. Mục đích đây là lời tri ân của fanpage đến với người dùng, ủng hộ, đóng góp ý kiến quý báu để phát triển ứng dụng Nook Player để trở thành app hiện tại của người dùng, thì có người dùng đứng đầu thị trường Đông Nam Á hiện nay, đạt mốc đó chính là 40 triệu người dùng. Anh em chỉ cần đơn giản thôi, follow cái fanpage của Nook Player và tham gia bình luận dưới chương trình chơi game mượt mà và dinh quà về tay và chia sẻ. Vậy là anh em có cơ hội nhận được quà cực kỳ khủng rồi. Bây giờ chúng ta cùng test ngay về hiệu năng của ứng dụng Nook Player để tôi muốn chứng minh cho anh em biết rằng lag nó chỉ là quá khứ mà thôi anh em ơi. Ok, trở lại với trận đấu của chúng ta. Hôm nay thì mình chơi vị tướng đó chính là Rocker anh em ơi. Vị tướng này ra mắt chúng ta vào mùng 8 tháng 6 và ở trong kho báu nhé. Tại sao lại ở trong kho báu? Anh em có thể thấy sức lợi hại của Rocker sao rồi khi mà anh chàng này chỉ có một mình, một ngựa mà thôi. Tiếc là ở đây có ngựa nhưng mà bộ chức tức của anh chàng này như có liên quan đến ngựa hay sao anh em ạ. Đây là một quân nhân lạc quan, lão tướng lạc quan chứ, nghe nói là một đồn trưởng đồn phó đó. Anh em phải thấy là chương 1 của vị tướng Rocker này có khả năng cường hóa sát thương cực kỳ bựa nồi rồi đúng không nào. Tiếc một điều đó chính là chương 2 có khả năng khống chế nhưng mà và đẩy lùi đối thủ nhưng mà lại không thể xuyên được tường đâu. Đó có thể là một điểm trừ dành cho Rocker. Và trang bị mình muốn lên cho Rocker đi rừng đó chính là cái cung anh em ơi, cung tăng tốc độ đánh, cố gắng tích tụ cái điểm nội tại của cung thật là sớm, lên cung 1 sau đấy là chúng ta lên hoàn thành cái cung kia đúng không nào. Anh em có thể thấy được sức mạnh của chiêu 1 đúng không ạ, khi mà anh em kích hoạt chiêu 1 và đương nhiên rồi gây sát thương rất lớn đó. Nội tại của Rocker này không tác dụng lên quái lính đâu, chỉ vậy anh em cần phải tìm mấy thằng tướng đấy để một ví dụ điển hình để mà tôi test cho anh em đó. Càng bắn càng đau anh em ơi, càng bắn Rocker càng thể hiện sức mạnh của mình càng bá đạo hơn ấy. Không hiểu sao cái nội tại nó hiện đâu ta. Dụ, để kèo dụ thôi anh ơi, kèo dụ mà. Giờ thì ai đuổi ai đấy, ai đuổi ai. Tôi không thể cho anh ta sống được đâu anh em ơi, đè con mồi tôi. Một pha trừng trị là đi viện luôn, yeah. Điều đáng tiếc nhất của tôi đó chính là không ăn được cái chiến công đầu. Bây giờ chúng ta tiếp tục là về và hồi máu và chuẩn bị ra để mà xem ăn rồng hoặc là ăn rơi thôi. Ở trong phiên bản này thì con rồng nó cực kỳ là yếu đuối rồi, chỉ vậy tôi sẽ bỏ qua con rồng và tôi sẽ tiến xuống ăn rơi, đồng thời ganh ở cái đường kinh công có con Omen kia. Không biết Omen đạt cấp độ bao nhiêu rồi. Không sao, tôi lên cố gắng giải quyết ăn con bùa này. Ôi rồi anh ơi, anh có bùa xanh còn ăn làm gì. May còn cãi kịp anh em ạ, mấy ông này nó vui tính lắm ấy. Không biết cái gì được gọi là nhường với nhịn đâu. Kiểu như là gọi là ô, thằng kia có quái kìa, chúng ta vào ăn thôi, ăn bằng sạch luôn, rất là bực mình luôn anh em ạ. Mặc dù là tôi biết thừa là Vio nó không thích có năng lượng để mà bắn quái lính các kiểu, nhưng mà sao ông đi mua cái ngọc đại ma pháp đúng không ạ, chỉ 120 vàng thôi, tự dùng mà tự xử, chơi luôn anh em ơi, không việc gì phải xoắn cả. Nội tại đang lên rồi, bật chiêu cuối lên đang dồn nội tại sát thương rất lớn, gây sát thương càng nhiều và chịu sát thương càng lớn thì chúng ta lại được chuyển hóa sát thương thành lớp giáp ảo ở chiêu cuối, rất là bá đạo đúng không nào. Yeah, là chúng ta vừa ăn được một mạng, chơi luôn. Ôi rồi thôi xong rồi anh em ơi, quyết định này là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi mà. Kiểu như người ta gọi là hào khí đang lên anh em, đang đánh máu đúng không nào. Đánh máu thì thấy thằng nào mẹ dí luôn, nhưng ai ngờ lại gặp anh Mark ở đây thì thôi rồi. Ok, nói một chút về vị tướng Rocker này. Đây là một vị tướng cận chiến, càng đánh càng mạnh anh em ơi. Tại vì nội tại của anh chàng này là gì? Đó chính là giảm giáp, đó chính là gây tăng sát thương, rất là bựa nồi đúng không nào. Đó chính là lý do vì sao mà Rocker càng bắn càng ghê và vị tướng tanker phải đối mặt với Rocker ư. Hắn việc gì phải sợ ạ, còn lâu mới sợ luôn. Anh em thấy là cái trải nghiệm khi mà tôi sử dụng cái giả lập Nook Player này ra sao đúng không ạ. Hoàn toàn không có lag lag gì cả. Anh em có thể là thấy ping rất là
Pin rất là ok luôn, pin 66MS giữ ở trạng thái rất là ổn định cho dù là giao tranh ra sao. Còn đây, thử KS cái. Ê, dám KS của tôi hả? Chơi luôn, dằn mặt luôn anh em ạ. Úi dồi ôi, sát thương quá là chí anh em ơi. Đây là một vị tướng để mà sử dụng đi rừng anh em ơi. Một vị tướng thần rừng sắp sửa chúng ta nên có. Nếu mà anh em có đá quý ấy, không có đá quý thì anh em cố gắng đợi 2-3 tháng để mà người ta ra ở kho báu giống như Omen sắp tới nhá. Chơi luôn anh em ơi, không việc gì phải sợ cả. Lần này tôi không sợ luôn. Lần này gặp chúng mày đến thời cơ tao trả thù rồi. Hạ ngay mắc đây rồi. Còn con này cứ để tôi, cứ để em lo. Rất tiếc là mình muốn lo tất cả cho thiên hạ rồi, nhưng mà các đội của tôi lại bảo là cái biện chuyện nhỏ này cứ để em lo. Anh đồn trưởng anh cứ đi farm đi và tích tụ nội tạng thật là sớm để mà có thể đánh nhau tiếp. Nhưng mà quá thơm anh em ơi. Con Odioma này chắc chắn là con hàng của mình rồi. Đây không sợ đâu nhá. Mình là một vị tướng mà gọi là xạ thủ nhưng mà kiêm đấu sĩ, thực ra rất là trâu bò anh em ạ. Chúng ta không bị gì phải sợ cả. Chơi luôn và chơi ngay. Ấy né một chút. Cái thằng Mark. Thì là chiêu cuối của Mark anh em ơi. Không biết hắn ta chọn ai. Có thể là chọn thanh niên bên trên kia cơ. Ủa lạ vậy ta. Có thể là thanh niên Mark kia bị lag gì đó mà không thấy chọn ai. Chứ hắn ta mà chọn mình thì mình hơi ớn đó. Tại lúc đấy mình có chiêu cuối đâu. Ok, cố gắng tiếp tục farm tất cả các nội tại để mà cố gắng hoàn thiện sớm nhất cái cung của mình. Khi mà có đạt tối đa cái nội tại này, tôi tin tưởng rằng là lúc đấy gọi là bố đời luôn anh em ơi. Anh em thấy là chúng ta chỉ cần sử dụng đòn đánh thường thôi. Còn nếu mà anh em có năng lượng ấy, cố gắng sử dụng chiêu 1 thật là nhiều. Đây là cái lối trang bị của tôi nha anh em ơi. Lên cung, lên cái đôi giày, cái giày du mục, và sau đó là anh em lên cái thương xuyên phá. Đảm bảo chắc chắn anh em là thay đôi mình ư. Bọn nó gọi là gì thực ta? Gọi là bố đi, nghe cho nó chất chơi đúng không nào. Tiếp tục ra ăn bùa đỏ và tham gia các trận chiến khác cùng anh em sao. Ôi rồi, thằng này dám cướp của tao. Mày biết tao là đồn trưởng ở đây hay không? Thằng anh em sinh đôi kia, bắn chết nó anh em ơi. Không vì gì phải xoắn cả, anh em thấy được rằng cái lượng sát thương mà tôi gây ra ấy, càng gây ra càng nhiều thì cái lượng giáp mà tôi được chuyển hóa từ cái lượng sát thương chịu phải và gây ra rất là đáng gờm đúng không nào. Đó chính là lý do vì sao mà Rocker là một vị tướng rất là đáng gờm. Đuổi luôn anh em ơi, cơ hội ngàn năm có một đây rồi. Mày chết chắc rồi cơ, kéo lại bạn ơi. Không kéo được, rất là tiếc nhưng không sao. Vậy là mình xin cái trụ nhé. Úi trời ơi, quá ghê anh em ạ, mắc thốn luôn. Ok không sao, lần một không được thì lần hai được. Hắn ta nhất định là phải về rồi. Vậy là cái trụ này chắc chắn là hiến dâng cho chúng ta. Nhà tôi quyết định là ra đây hỏi thăm anh. Có vẻ như chúng ta đến bắt nhịp hơi chậm trận đấu một chút. Thành ra là để cho các team, để cho các anh em khác của mình ăn hơi nhiều mạng rồi, khiến cho chúng ta đang bị hơi bị thọt vàng một chút. Quyết định là ra đây giúp cho vị tướng Omen này ăn cái trụ cho chắc chắn anh em ạ. Tại vì tôi biết rằng giờ Frat đang ra rồi. King Kong chắc chắn mình chưa thể ăn King Kong ở trong thời điểm này được. Mặc dù là mình có là Rocker và Omen, nhưng mà con King Kong hiện tại nó khá là trâu bò anh em ơi. Đánh chắc suất thì chúng ta đi farm tiếp thôi. Khi nào đủ cơ sở ít nhất phải từ 4 trang bị trở lên, lúc đấy mình tự mình ăn không sao cả. Nếu mà gọi được thêm cả Omen càng ok. Ok, dụ ở đấy nào. Rồi ra, đúng rồi, hút đẩy khống chế luôn anh em ơi. Quá nhiều khống chế dành cho Mark và Mark bị hạ gục rồi. Chơi ngay thẳng cánh cò bay anh em ơi, không việc gì phải sợ cả. Chúng ta có chiếc cuối ở đây. Anh em phải thấy là dồn chịu rất nhiều sát thương, nhưng mà chúng ta chỉ mất có đôi 3 lít máu mà thôi. Chúng ta có thể đánh và đánh nhiều hơn cơ. Ok, chúng ta đợi một chút nhé. Thành công phải là người chờ đợi. Chúng ta vào đây chờ đợi bắt ngay vị tướng giờ Fnatic này nào. Bụp. Tiếc quá. Ồ, con mồi rất ngon, tôi xin một mạng nhé. Rất tiếc đồng đội của tôi quá hàng máu anh em ạ. Xin một mạng bọn nó không cho luôn. Tiếp tục là tấn công và công trụ ngay. Anh em nếu mà chơi liên minh ấy chắc chắn biết đứng cái vị tướng người ta gọi là Graver. Graver là Graver gì đấy. Tôi lâu lắm không chơi liên minh rồi, tôi đã bỏ liên minh được 3 năm để mà chuyển sang liên quân. Thực sự thì do yếu tố công việc quá cao, thành ra tôi mới phải bỏ liên minh thôi. Chứ thực ra hồi trước là tôi là người ta gọi là best threat hay là threat gì đấy. Mà anh em thừa biết đó chính là huyền thoại Mad Lion hay là gì đấy. Tôi lâu lắm không quan tâm, thành ra có thể đọc sai, anh em có gì thông cảm cho mình nhé. Rocker là một vị tướng cận chiến rất mạnh, chính vậy đó là lý do vì sao mà vị tướng này xứng đáng được vào kho báu anh em ơi. Tiếp tục đẩy đường ở trên đường rồng này, ép trụ cùng team mình. Anh em có thể nhìn thấy một điều đơn giản, đó chính là team mình mặc dù rất có nhiều lợi thế, nhưng mà để mà kết thúc trận đấu này thì cần phải đợi mình đẩy nốt cái đường này để mà có lính nhiều hơn. Để mà khi có lính nhiều hơn chúng ta ép đường và win nhanh chóng hơn. Tại vì team bạn con Mark thì nó sắp xa rồi và mình thì muốn kéo dài thêm một chút trận đấu. Không phải kiểu nhây ly đâu mà muốn nói thêm nhiều chút về cho anh em thôi. Vậy là chúng ta vừa trải nghiệm xong, đó chính là một trận đấu với giả lập Not Player. Anh em thừa biết đó chính là Not Player với Rocker. Hoàn toàn không bị lag giật gì cả, một cái ứng dụng tuyệt vời để cho anh em chơi game không sợ lag. Đặc biệt là trong mùa hè này, anh em nhiều người anh em lại thích già nét chơi, không thích chơi liên minh thì chúng ta chơi liên quân ở trên giả lập này. Tôi tin chắc rằng việc đeo đánh cao thủ
sẽ easy đối với anh em, tại vì chúng ta không hề chịu phải bất kỳ điều gì lag cả. Anh em xem video là biết thừa là không bị lag mà, đúng không nào? Tôi không phải là thằng nói phét, mà anh em chỉ cần nhìn vào thực tế dẫn chứng ở trong cái video clip này mà tôi làm và chứng minh cho anh em mà thôi. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong trận đấu này rồi, đó chính là sản lập Note Player. Anh em đừng quên tải link video của Note Player này ở bên dưới video này nhé, và comment ở bên dưới mình, follow fanpage để mà nhận quà hấp dẫn nhất có thể. Goodbye, see you again. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay, và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.